Làm thế nào để ngăn hình xăm ngón tay mờ dần? Bạn nên thoa kem chống nắng cho hình xăm ở vị trí này để tránh bị phai màu. Theo Tattooholic, năm vị trí hình xăm mờ đi nhanh nhất là cánh tay, bàn tay, bàn chân, mặt và ngón tay. Bàn tay của bạn không chỉ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn các bộ phận khác mà còn dễ bị phai màu do cọ sát và hoạt động hàng ngày, theo Tiny Tatooine. Ngoài ra, bạn thường xuyên sử dụng tay để làm mọi thứ, phải rửa chúng thường xuyên. Do đó, nếu bạn có hình xăm trên ngón tay, nó sẽ bị mờ đi nhanh hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Tuy nhiên, bạn có thể làm chậm quá trình mờ đi bằng cách chăm sóc vị trí này, chăm sóc kỹ lưỡng. Tiny Chaturin cho biết, nếu bạn quyết định xăm trên ngón tay, việc chăm sóc sẽ bắt đầu ngay sau khi thực hiện. Quá trình chữa lành này kéo dài khoảng 6 tuần khi da của bạn dễ bị tổn thương nhất. Đây là lúc hình xăm dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và chuyển động của cơ thể làm chúng mờ đi. Khi bạn kết thúc buổi xăm hình, hãy đảm bảo bạn giữ hình xăm được che phủ ít nhất 8 giờ. Tiếp theo, bạn tháo băng cẩn thận, rửa hình xăm bằng nước ấm và xà phòng nhẹ, không có mùi thơm. Sau đó, bạn lau khô bằng khăn mềm, tuyệt đối không được trà sát hoặc gãi. Cuối cùng, bạn hoa kem dưỡng ẩm dành cho chăm sóc sau khi xăm. Theo Cosmopolitan, nguyên tắc chung khi tìm kiếm kem dưỡng da cho hình xăm là sản phẩm không mùi làm dịu và giữ ẩm cho vùng da đó trong hai tuần đầu tiên bạn cần che vết mực mới càng nhiều càng tốt để tránh ánh nắng mặt trời bụi bẩn thời gian này hãy thoa kem dưỡng ẩm ít nhất hai lần trên ngày hoặc nhiều hơn sau thời điểm này bạn tránh đeo đồ trang sức trên ngón tay đó giữ cho ngón tay sạch sẽ và đủ ẩm khi bạn nhận thấy vết mực bong hết hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày Hình xăm ở ngón tay có đau không? Xăm ngón tay đau hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể do lượng cơ và mỡ xung quanh ngón tay ít hơn, kim của máy xăm sẽ tác động trực tiếp vào xương và khớp ngón tay của bạn. Ngoài ra, bàn tay cũng là nơi tập trung của các dây thần kinh cảm giác điều khiển nhận thức của chúng ta về cơn đau. Những dây thần kinh này kết hợp với lớp da mỏng và ít chất béo tạo ra trải nghiệm xăm đau đớn hơn một yếu tố khác góp phần vào mức độ đau mà bạn sẽ cảm thấy trong quá trình xăm là thời gian hình xăm tay không lớn trừ các thiết kế kéo dài lên ngón tay hoặc xuống cổ tay nhưng chúng thường mất nhiều thời gian để hoàn thành theo chuyên gia xăm hình astrid elizabeth các tác phẩm ở tay đòi hỏi độ chính xác cao ngoài ra vị trí này nhỏ và không bằng phẳng nên việc đưa kim xăm di chuyển gặp nhiều khó khăn